nay nhà mình đi ăn búp Hồng Kông, búp tê nha, búp về Hồng Kông ha. Thì mình cũng ở đây nó cũng có sushi nè, nhưng mà nó có thêm cái rong biển nữa mọi người. Đây là cũng có rong biển nè, còn bự chà bá nữa luôn. Đây là cũng có nghêu, có vẹn xanh ha, có kim chi nè mọi người, mình lấy thêm miếng kim chi ha. Ở đây mình có món tôm lăng bột, ghẹ cũng lăng bột chiên ha, rồi đùi ớt, rồi cánh gà cũng chiên ha. Đây mình có tráng miệng nè, dưa lưới nè, nho nè, cam nè, dâu mình phủ sô cô la ha. Xin chào mọi người, hôm nay mình đi ăn buffet ha. Đây, có dĩa sushi nè, với sashimi, tự nhiên quên, rau tết. Ở đây là nghêu, vẹn xanh, mình lấy thêm một cái trứng ha, với salad, với kim chi. You want to eat mình sẽ thử sashimi trước ha. Ở đây thì nó có nước sốt này, nó làm sẵn rồi mọi người. Mình ăn thử cái nước sốt này ha. Có nước sốt tương hộp mọi người. Nó sốt tương hộp chứ không phải, nó giống như tương hộp vậy đó, mà không biết có phải tương hộp không. Làm rất là ngọt ha. Nó có trong biển hả? Chỗ này nó cháy quá. Cháy như cái mặt sáng luôn, cháy quắc luôn á. Hôm nay thịt bò mọi người. Kim chi. Trời bây giờ là 6 giờ mấy, 7 giờ. 7 giờ rồi mà trời nắng chang chang luôn mọi người. Ngon quá à. Thích ăn cái này lắm luôn á. Hôm bữa mình vô cái nhà hàng Sushi Hibachi á. Cái đó, cái đông biển đó mà nó bán riêng mọi người. Nó bán 4-5 đô một phần. Ngon quá mọi người ơi. Bây giờ mình ăn rau phít nè. Nè, thấy có con rau phít nó bự chà bá lửa không? Bự lắm luôn.
Nó cũng có thịt nhưng mà khó lấy ra lắm mọi người. Cái càng bự ghê chưa? Con coi thích này nó bự. Nè, trong càng nó có thịt đó. Nhưng mà nghêu ngon mà. Này chèm chéo để làm sốt chứ nó không có làm phô mai ha. Thank you.
miếng nước lớn vừa là món Wow. We didn't even look at toys at Walmart. You didn't even say anything. Này họ làm nước sốt ngọt mà cay ngọt. Mm. Bự dễ sợ chưa? Tôm lông bột chiên xù. Ông này ông khoái ăn cookie. Còn này đùi ớt mọi người. Rất là cay. Cay lắm mọi người. Ở đây nó để một lần nữa con. Còn hôm bữa mình ăn là nó để một con chạy làm tư ha. Khá là nhiều thịt. One piece. What the hell is that? Rubber band? What was that? It's like a rubber band. What'd you find there? Is it on your boots? On the crab? Oh, it's probably something holding it together. What'd you do with it? Hmm? What'd you do with it? Oh, you throw it on that plate? It's alright. It won't kill you. It's not like you're going to eat it. Or are you? Huh? I can eat it. Guts. It got such flavor.
Bây giờ mình ăn trái cây nha. Mình sẽ ăn dưa lưới trước. Cái này lạ quá. This is one of those days where I'm just gonna ask myself, so I don't get my knocking on my door. I'm just walking in. I'm not that friendly. You're not just gonna walk into my house. Strawberry. I'm gonna kick you out. And full chocolate. Ngon quá. Nó ngọt, mình ăn cuối cùng. Mình xong rồi mọi người. No. À, tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người lần sau ha.